Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin bế tắc với Lê Thanh Hải, Nguyễn Phú Trọng cho Tô Ân Sô mang Lê Tấn Hùng ra hành hạ. Đã bắt Lê Tấn Hùng được gần 2 năm mà chẳng khai thác được gì, đó là lỗi tệ hại của Tô Lâm. Bắt một quan chức thành phố nhỏ nhoi mà huy động đến cả Bộ Công an vào tận thành phố Hồ Chí Minh để bắt rồi đưa ra Hà Nội để khai thác. Không biết khai thác thế nào mà đến hơn một năm sau cũng chẳng làm gì được Lê Thanh Hải. Ông Tô Lâm có thể vâng lời Nguyễn Phú Trọng lặn lội sang tận Berlin cũng bắt cóc Trịnh Nhân Thành mang về nước quy án, mà với một mình Lê Tấn Hùng nhỏ nhoi, ông Tô Lâm cũng không làm gì được. Không biết nghiệp vụ của Bộ Công an như thế nào mà vẫn không giải quyết nổi một nhân vật nhỏ như vậy. Thực ra tầm như Lê Tấn Hùng chỉ cần Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt là được, không cần phải Bộ Công an từ Hà Nội vào bắt. Tưởng rằng bắt Lê Tấn Hùng mang đi là có thể khai thác được Lê Thanh Hải, nhưng cuối cùng cả Bộ Công an đã lầm, không khai thác được gì về ông Lê Thanh Hải từ người em của ông là Lê Tấn Hùng. Đây là hình ảnh Lê Thanh Hải vẫn đang thách thức Nguyễn Phú Trọng. Quanh việc bế tắc của ông Nguyễn Phú Trọng và cả Bộ Công an thì vấn đề gì cần đang được đưa ra phân tích. Đó là ông Lê Thanh Hải dường như đã liệu trước được tình huống. Chỉ có liệu trước thì Lê Tấn Hùng trong tù mới phối hợp với bên ngoài không cung cấp thông tin gì bất lợi cho Lê Thanh Hải. Nếu chỉ điều tra sai phạm tại Sacri thì Bộ Công an không phải tốn quá nhiều thời gian đến như vậy. Cho đến nay đã gần 2 năm mà vẫn chưa đưa Lê Tấn Hùng và những người liên quan ra tòa được. Có một điều là nếu đem Lê Tấn Hùng ra xử vụ án Sacri thì điều đó cũng có nghĩa là mọi việc khai thác Lê Tấn Hùng đều phải dừng lại. Lúc đó sai phạm liên quan đến Lê Thanh Hải, ông Tô Lâm không thể khai thác được gì hơn. Và nếu đem Lê Tấn Hùng ra xử càng sớm thì ông Lê Thanh Hải càng nhẹ nhõm. Đã bắt được Tất Thành Cang sao cuối cùng vẫn bế tắc là điều mà dư luận vẫn đặt ra. Hồi tháng 12 năm 2020, ông Nguyễn Văn Nên cho Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt Tất Thành Cang, làm người dân nghĩ rằng ông Nên sẽ bắt Lê Thanh Hải tới nơi rồi. Tuy nhiên cho đến nay đã 6 tháng mà ông Nguyễn Văn Nên vẫn chưa khai thác được gì ông cựu phó bí thư thường trực của thành phố này. Việc Lê Tấn Hùng không khai thác về Lê Thanh Hải đã đành. Nếu Tất Thành Cang mà không khai gì về Lê Thanh Hải thì quả thật ông Lê Thanh Hải quá cao tay. Qua những gì đã diễn ra cho thấy Lê Thanh Hải đã liên kết với các người trong nhóm lợi ích chuẩn bị đối phó với tình huống xấu nhất. Phải nói rằng ông Lê Thanh Hải có chiến lược đối phó rất hiệu quả trước những đợt tấn công từ thế lực miền Bắc. Đây là hình ảnh dù bắt Tất Thành Cang được nhưng ông Nguyễn Phú Trọng vẫn bế tắc với Lê Thanh Hải. Đứng trước những bế tắc trên, mới đây vào ngày 27 tháng 5, ông Tô Lâm đã cho mang vụ án Sacri ra mòi móc thêm tội. Được biết, cựu lãnh đạo Sacri là ông Hồ Văn Ngon bị cáo buộc che giấu tội phạm và hai tội danh khác. Ông Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ Công an hiện nay đang trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí và tham ô tài sản tại Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Sacri. Các sai phạm tại Sacri được kết luận là do cựu Tổng Giám đốc Lê Tấn Hùng chủ mưu, gây thiệt hại tới 348 tỷ đồng. Ngoài hành vi che giấu tội phạm, ông Ngon, 66 tuổi, Dư Huy Quang, nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký Đất đai, hiện là Trưởng phòng Quản lý đất thuộc Sở Tài nguyên Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh, Lê Thị Diệp Cẩm, Phó phòng Nhân sự Hành chính, còn bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí và thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Dường như ông Nguyễn Phú Trọng đang cố mỗi móc thêm nhưng tội không thấy đâu và vẫn đang bế tắc. Sacri là doanh nghiệp 100% vốn của nhà nước, trực thuộc Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Vào tháng 8 năm 2015, ông Lê Tấn Hùng được ông anh ruột Lê Thanh Hải bổ nhiệm làm tổng giám đốc. Một sự bổ nhiệm mang tính gia đình. Ông Lê Tấn Hùng bất tài thì cả bộ máy chính quyền thành phố ai cũng biết. Tuy nhiên, giống như ông Nguyễn Tấn Dũng, ông Lê Thanh Hải cũng không tự ý ký quyết định bổ nhiệm Lê Tấn Hùng, mà để cho Lê Hoàng Quân ký tiếp thay mình. Vào năm 2016, ông Hùng đề nghị Ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận chuyển nhượng dự án Phước Long B do Sacri quản lý cho Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú với giá 168 tỷ đồng, là tương đương 10,5 triệu đồng trên một mét vuông mà thôi. Thấp hơn giá trị thị trường rất nhiều, gây thiệt hại nghiêm trọng.
ông Hùng bị cho là đã biết việc chuyển nhượng này phải thực hiện đúng quy định về quản lý sử dụng vốn nhà nước đầu tư và sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, phải thẩm định giá, xác định giá trị chuyển nhượng theo giá thị trường và các quy định pháp luật khác có liên quan, nhưng đã không cho thực hiện đầy đủ và dự án mới được 80% công trình hạ tầng cơ sở kỹ thuật, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước và chưa đủ điều kiện để chuyển nhượng, cũng như chưa có phương án thoái vốn. Nhưng ông Hùng vẫn chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện các thủ tục. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến đã ký quyết định chấp thuận cho Sacri chuyển nhượng dự án khu nhà ở Phước Long B sau khi được Giám đốc Sở Xây dựng Trần Trọng Tuấn và hàng loạt cán bộ của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu. Đây là hình ảnh bế tắc ông Nguyễn Phú Trọng đem Sacri ra moi thêm tội của người có liên quan. Ngoài ra, ông Hùng cũng bị cho là đã lợi dụng chức vụ chỉ đạo thuộc cấp lập khống 10 hồ sơ hợp đồng cho cán bộ đi tham quan, học tập kinh nghiệm ở nước ngoài để tham ô hơn 13 tỷ đồng. Ai cũng biết, nếu không có chỉ đạo miệng của ông Lê Hoàng Quân, không bao giờ ký bổ nhiệm một con người kém năng lực vào vị trí mà ông đang quản lý. Tuy nhiên, vì không có bằng chứng nên khai chỉ đạo sai trái này là không thể, bởi trên giấy tờ, ông Lê Thanh Hải không ký bổ nhiệm em trai mình. Còn về vấn đề Sacri, dù ông Tô Lâm cố tình moi móc thêm sai phạm tại doanh nghiệp này, thì tội cũng chỉ đổ lên đầu Lê Tấn Hùng, chứ chẳng có cơ sở nào thấy ông Lê Thanh Hải phải chịu trách nhiệm cho được. Có thể nói, vấn đề của ông Lê Thanh Hải là dùng chiến thuật khác, còn lấy Sacri ra hành hạ lần này đến lần khác thì cũng chẳng làm được gì. Vụ án chỉ là sai phạm trong vấn đề chuyển nhượng đất đai mà 2 năm điều tra cũng không xong. Với chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam thì tội dùng để khởi tố chỉ là cái cớ, còn khi bắt về họ sẽ khai thác theo hướng khác, cũng giống như vụ án ông Trịnh Xuân Thanh như vậy. Cái xe biển xanh mà ông Thanh sử dụng, nó không có lỗi lớn nhưng ông Tô Lâm vẫn dùng nó như là cái cớ để bắt Trịnh Xuân Thanh. Và rõ ràng dường như gần đây dấu hiệu ông Nguyễn Phú Trọng đã đuối sức ngày càng rõ ràng. Ông Nguyễn Phú Trọng giờ đã già nua, vào ngày 23 tháng 5 ông bỏ phiếu trước ống kính truyền hình cho thấy sức khỏe ông đã ốm yếu rất nhiều. Trong Bộ Chính trị thì cho đến giờ ông Nguyễn Phú Trọng không sắp xếp ghế xong xuôi cho các thành viên. Còn đó ông Nguyễn Hòa Bình chưa được bố trí. Còn đó ông Lương Cường cũng chưa được bố trí. Quyền chức và bổng lộc mà không thỏa đáng thì nội bộ của Bộ Chính trị sẽ không yên ổn. Trong khi đó bên ngoài ông Nguyễn Phú Trọng đang vấp phải sự chống đỡ rất quyết liệt từ phía Lê Đình Hải. Với tuổi 77 và sức khỏe kém như thế thì liệu ông Nguyễn Phú Trọng có thể làm được gì nữa hay đâu không? Là câu hỏi mà dư luận cũng đặt ra. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tuổi đã cao, sức đã yếu. Liệu ông có đủ sức để xử lý vụ án Lê Thanh Hải tiếp hay không? Hiện nay, bộ máy đảng và bộ máy nhà nước của Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa được kiện toàn. Chiếc ghế của ông Trần Lưu Quang vẫn còn đang bỏ trống. Rồi ông Nguyễn Thành Phong cũng chưa muốn đi. Cho đến bây giờ, ông Nguyễn Phú Trọng khó mà khai thác ra được gì từ ông Lê Tấn Hùng và Tất Thành Cang. Hướng còn lại là củng cố bộ máy đảng và nhà nước ở Thành phố Hồ Chí Minh theo kịch bản nhân sự mà ông Trọng đã đề ra, để cho ông Nguyễn Văn Nên có đồng đội trong cuộc chiến triệt hạ thế lực Lê Thanh Hải. Và cho đến bây giờ, việc Nguyễn Văn Thể có về thành phố hay không cũng chưa chắc chắn. Chưa chắc chắn vì thế lực Lê Thanh Hải đang phá để ông Thể không thể về thành phố được. Còn về vấn đề ông Thể cũng là một ẩn số, và liệu rằng ông Thể về thành phố có kết hợp tốt với ông Nguyễn Văn Nên hay không thì đó lại là một chuyện khác. Qua đó đủ thấy việc bắt được Lê Thanh Hải cũng lắm gian truân chứ không hề dễ dàng gì. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ Sáu ngày 28 tháng 5 năm 2021 với bản tin bế tắc với Lê Thanh Hải, Nguyễn Phú Trọng cho tôn sô mang Lê Tấn Hùng ra hành hạ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .d.